Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 11 tháng 10. Xin kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe bình an nha. Trong cái bản tin ngày hôm nay, trong cái phần sau thì mình sẽ chia sẻ quý vị đến một cái phần ghi âm của đứa gọi như là đứa con nuôi của chị này sẽ lên vạch mặt một số kẻ đã lên gọi như là dùng những cái lời lẽ để vu khống xúc phạm chị móm như chị này. Có những cái câu chuyện rất là chấn động quý vị, cũng như là những cái động thái. Hôm nay thì Má Tư Quốc Thanh cũng vừa ra một cái MV mới. Cái MV mới nhất của Má Tư Quốc Thanh đó là Vô Thường Một Kiếp Nhân Sinh. Đó là một cái bài hát rất là hay, nói về cái tình người của Má Tư Quốc Thanh, một người rất là quan trọng của chị Hồng Loan như quý vị. Và sau đây để quý vị không phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta nghe một cái phần ghi âm của đứa con nuôi chị Loan. Xin lỗi, đứa chim nuôi của chị Nay sẽ lên tiếng về cái vụ của anh Soàn. Có những cái câu chuyện bí mật rất là bất ngờ lần đầu tiên được tiết lộ nha. Quý vị xem hết video để